Mạnh Dũng và Hà My xin kính chào các bạn đã đến với chương trình VTC1 24 giờ tới. Các bạn thân mến, vậy là cô gái Mutibai, nô tỳ của công chúa Yoda trong bộ phim Ấn Độ Trái Tim Mỹ Nhân trên kênh VTC1 đã bị nhũ mẫu Maharanika đổ oan tội giao dịch với người đàn ông khác ngay tại hậu cung, vốn là nơi không một người đàn ông nào ngoài Ochala được đặt chân đến. Bởi chỉ có đổ oan như vậy, người phụ nữ này mới cứu được người con trai Adam Khan háo sắc của mình mà thôi. Nếu người dám nói một lời nào gây bất lợi cho Adam Khan, vậy thì đừng trách ta làm tổn thương tới hoàng hậu Yoda của ngươi. Ngươi sẽ không thể tưởng tượng được ta có thể làm những gì đâu, Moti. Không chỉ khiến nô tỳ Mutibai sẽ bị vua Chala trừng phạt và bảo vệ được mạng sống của con trai mình, Maharanika còn có thể khiến lòng tự trọng của công chúa Yoda bị tổn thương nghiêm trọng. Liệu trước tính mạng của Mutibai đang ngàn cân treo sợi tóc, công chúa Yoda sẽ phải làm gì để rửa oan cho người nô tỳ thân thích của mình đây? Liệu cô có khiến Mutibai có nói lên được sự thật rằng chính con trai của Maharanika mới là thủ phạm đột nhập cung cấm? Câu trả lời sẽ có trong tập 27 của bộ phim Trái Tim Mỹ Nhân, được phát sóng vào lúc 17 giờ chiều nay trên kênh VTC1. Kính mời các bạn chú ý đón xem. Nói đi. Nói đi. Chính là Adam Khan đã đi theo nô tỳ. Người có biết người đang buộc tội ai không hả? Đó là sự thật. Nếu như Adam Khan vào hậu cung thì tại sao hôm qua người không nói cho ta biết? Và tại sao không ai thấy hắn ngoài ngươi? Lúc này Adam Khan không có ở Aga. Nó đã rời Aga cách đây 2 ngày. Nếu như Adam Khan có mặt ở Mathura thì sẽ chứng minh được nô tỳ của hoàng hậu Yoda đã nói dối và cô ta đã bôi nhọ danh dự của ta. Tiếp tục là những diễn biến hấp dẫn trong bộ phim Việt Nam Bông Hồng Cho Tướng Cướp trên kênh VTC1. Các bạn thân mến, vậy là cậu bé Kim Cường phạm tội giết người vì tự vệ 6 năm về trước, nay đã được ra tù và bắt đầu làm lại cuộc đời. Bên cạnh người anh trai Kim Hùng, có lẽ người còn nhớ đến Kim Cường nhất chính là cô gái Hải Loan, người luôn ở bên cạnh anh trong những ngày tuổi thơ đen tối khi xưa. Dẫu vậy thì cuộc trở về và bắt đầu lại cuộc đời của Kim Cường chắc chắn sẽ không hề dễ dàng, bởi trước khi vào tù, gia đình cậu vẫn luôn bị người đời xung quanh dị nghị, nay lại bị mang tiếng tù tội giết người, cuộc sống của anh chàng này sẽ khó mà hòa nhập được. Vốn luôn tin tưởng vào Kim Cường, cô gái Hải Loan liệu sẽ vẫn dành cho anh một bông hồng thắm, hay sự ngăn cản của người mẹ vốn từng ghét cay ghét đắng Kim Cường sẽ khiến cho cô khó có thể đem lại hy vọng cho anh chàng mang tiếng tù tội này? Những diễn biến mới trên sẽ có trong tập 11 của bộ phim Bông Hồng Cho Tướng Cướp, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối nay trên kênh VTC1. Cho nên không báo trước. Anh đẹp trai hơn hồi nhỏ nhiều đó. Cái thằng giết người này nè, nó rủ rê mày ra đây, phải không? Hả? Vậy đúng đâu là quan gia nghiệp chướng mà. Mà mày buông ra. Nè, mày nghe tao hỏi nè, mày có về không? Nếu mà mày không về á thì mày đừng bao giờ nhìn mặt má mày nữa, nghe chưa? Mà tiếp tục là một tin vui dành cho khán giả xem truyền hình, đó là tiếp sau bộ phim Chuyên gia đàm phán, một bộ phim hình sự cũng rất nổi tiếng là Nữ thám tử xinh đẹp sẽ lên sóng VTC1 vào lúc 20:50 hàng ngày trên kênh VTC1. Bộ phim xoay quanh một nữ thám tử không những xinh đẹp gợi cảm mà còn rất thông minh quyết đoán. Từ những dấu vết nhỏ nhất của hung thủ để lại cũng có thể giúp cô phá án một cách ngoạn mục. Bên cạnh những cuộc đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm, nữ thám tử xinh đẹp này cũng vướng vào những câu chuyện tình ái ly kỳ mùi mẫn. Tình yêu vừa là động lực để cô vươn lên, nhưng nó cũng gây ra cho cô không ít chông gai và thử thách. Và tập đầu tiên của bộ phim với những vụ án phức tạp, bí ẩn cùng với những pha hành động đẹp mắt, Nữ thám tử xinh đẹp sẽ chính thức lên sóng VTC1 vào lúc 20:50 tối nay trên kênh VTC1. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Trung tâm Tài chính London, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã lần đầu tiên phát hành trái phiếu chính phủ có mệnh giá bằng đồng nhân dân tệ ở bên ngoài lãnh thổ. Theo đánh giá của các chuyên gia tiền tệ, mặc dù số trái phiếu được phát hành chỉ trị giá 5 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 690 triệu euro, nhưng đây là một khởi đầu quan trọng trong nỗ lực quốc tế hóa đồng tiền của nước này. Việc một quốc gia có số lượng dân số lớn nhất trên thế giới, có nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu muốn tiến hành chiến lược quốc tế hóa đồng nhân dân tệ sẽ có ảnh hưởng tác động như thế nào đối với nền kinh tế toàn cầu? Và kinh tế Việt Nam cần phải làm gì để trụ vững và phát triển trong sự trỗi dậy của đồng nhân dân tệ? Những nội dung này sẽ được chúng tôi tập trung phân tích trong chương trình Bản tin thời sự, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTC1. Kính mời quý khán giả chú ý đón xem.
Quý vị và các bạn thân mến, vụ việc đạo thơ của một cây viết nổi tiếng và cũng là người vừa nhận được giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội mới đây đã khiến dư luận hết sức quan tâm. Điều đang nói là sau những ồn ào, tranh cãi xung quanh thảm họa văn chương này, nhiều người, đặc biệt là giới sáng tác, mới giật mình nhận ra rằng là hiện còn có quá nhiều lỗ hổng trong việc bảo vệ bản quyền tác giả. Cụ thể là các biện pháp xử lý đối với người vi phạm còn quá nhiều hạn chế. Nếu như ở các nước phát triển với những vụ việc đạo thơ tương tự, đối tượng vi phạm có thể bị phạt tiền, cấm hành nghề, thậm chí là bị truy tố và tiêu tan sự nghiệp, thì ở Việt Nam những kẻ đạo thơ đạo văn bị kỷ luật rất hãn hữu và thay vào đó họ chỉ cần im lặng hoặc nói lời xin lỗi là xong. Thực trạng của vấn nạn ăn cắp các sản phẩm sáng tạo nghệ thuật và những bất cập tồn tại trong việc bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm cũng sẽ là chủ đề chính của chương trình Đa Chiều, được phát sóng vào lúc 22:10 tối nay trên kênh VTC1. Kính mời quý khán giả chú ý đón xem. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VTC1 24 giờ tới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.